Hôm nay chị mấy bạn cách đọc hai từ này, car và large. Hai từ này sẽ có một điểm chung, đó chính là các bạn không biết đọc và đọc tùm lum. Giỡn thôi, đó là âm A2 chấm. A2 chấm đọc sao? Miệng để dọc, chứ không phải để A như tiếng Việt. Đây nè, A, O. Không phải O nha, O là môi tròn nè, nó là O. Sau đó các bạn, hai cái âm A, cái âm A2 chấm này mấy anh Mỹ á, nó sẽ đi kèm với lại âm R ở đằng sau. Cho nên nó sẽ ra như thế này. Lưỡi để dưới chứ ha. R. Cộng lên nào. R. Gắn vô từ đầu tiên xe hơi. Car. Nhớ đọc theo nha. Miệng dọc nè. Car. That's a car. Give me the car. Từ số 2. Large. Tại vì nó có GE nên đằng sau phải J cái nữa. Large. Large. Large là chữ lớn. Hay mấy cái chữ L trong cái áo của mấy bạn đó thay thêm mặt size S, M, small và medium. Nhớ follow thả tim khi giúp được các bạn.